Xin giới thiệu với quý bà con sản phẩm súng phun xương cao áp Takeo TK3X có thể kết nối được với tất cả các loại bình xịt điện đang có mặt trên thị trường. Máy sẽ giúp cho dạng da xương mịn và đều hơn, rộng khuếch tán hơn. Máy phun xương cao áp TK3X được thiết kế với hệ thống cánh quạt ở phía sau, sử dụng nguồn điện từ bình xịt Takeo TK16. Cánh quạt sẽ có lực quay rất là mạnh để mang lại được thổi lớn, giúp cho máy phun xương cao áp sẽ phun được lớp xương mịn xa và rộng hơn. Bà con có thể sử dụng phù hợp cho mô hình trồng trọt với diện tích lớn, cây có độ cao ngoài tầm với của bà con. Và bây giờ mình sẽ lắp ráp kết nối giữa bình xịt Takeo TK16 và máy phun xương cao áp TK3X lại với nhau và chỉ cho bà con cách sử dụng. Khi kết nối giữa bình xịt Takeo TK16 và máy phun xương cao áp TK3X có một túi phụ kiện để kết nối giữa hai dòng sản phẩm, đó là một đầu nối bằng đồng và một đầu nối bằng nhựa kèm theo một bếp phun dự phòng. Chúng ta sẽ kết nối giữa hai dòng sản phẩm này qua hai đầu nối, gắn đầu nối bằng đồng vào đầu nối bằng nhựa. Thiết kế bằng ren nhé bà con, rất dễ dàng sử dụng. Siết chặt đầu nối bằng nhựa vào ướp đồng, sau đó chúng ta sẽ gắn đầu nối bằng của đầu nối dây xịt của máy xịt điện TK16 vào khớp nối đồng. Tiếp theo chúng ta gắn khớp nối nhựa này vào đầu máy xịt phun xương cao áp TK3X. Rất dễ dàng, bà con siết chặt tay vào, rất dễ dàng phải không bà con? Sau đó bà con sẽ dùng chuôi cắm của máy phun xương cao áp găm vào ổ sạc điện của bình xịt TK16. Rất dễ dàng phải không bà con? Sử dụng thì chúng ta sẽ khởi động Takeo TK16. Ở trên máy phun xương cao áp sẽ có một công tắc tắt mở. Khi chúng ta sử dụng, chúng ta bật on. Cánh quạt sẽ thổi được một lực gió lớn để phun ra những hạt xương mịn và xa hơn, giúp bà con sẽ phun được trong mô hình trồng trọt trên diện tích lớn, rộng. Một sự kết hợp hoàn hảo đến từ hai dòng sản phẩm mang thương hiệu Takeo. Bà con nhớ đăng ký kênh để theo dõi video tiếp theo. Chúng tôi sẽ test bộ máy này cho bà con cùng xem. Bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại bà con.